Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi tiếp tục di chuyển qua bên khu đô thị mới Thủ Thiêm, xem cái dự án công viên ven sông đã hoàn thiện hay chưa. Thì theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi thì hôm nay đã là ngày 5 tháng 1 năm 2023 rồi các bạn. Thì cái không khí ngày Tết ở khu trung tâm Sài Gòn đã chuẩn bị, như là công viên Nguyễn Bạch Đằng cũng đã được trang trí những cái bồn hoa, cây bông nhiều màu sắc. Còn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì đơn vị tổ chức sự kiện đường hoa Nguyễn Huệ đang thiết lập cái rào chắn để thiết kế cảnh quan bên trong. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật những cái sự kiện, những cái lễ hội ở khu trung tâm Sài Gòn, ngoài những cái video cập nhật các công trình dự án ở khu trung tâm Sài Gòn cũng như bên khu đô thị mới Thủ Thiêm để các bạn kịp theo dõi. Đây là nhánh N1 của cầu Thiêm 2, phía bên cầu 1. Mời các bạn tiếp tục cùng tôi di chuyển qua bên khu đô thị mới Thủ Thiêm để xem cái bên khu điện của Thủ Thiêm có gì thay đổi trong những ngày cận Tết. Hiện nay theo ghi nhận của chúng tôi thì cầu Thiêm 2 vẫn chưa có đèn mỹ thuật, cũng chưa được trang bị đèn mỹ thuật nha các bạn. Thì chắc chắn Tết Nguyên Đán thì cầu Thiêm 2 vẫn chỉ sáng đèn kỹ thuật để ban đêm thôi các bạn. Còn phía trước các bạn là dự án Metropole Thủ Thiêm, là giai đoạn 2 và giai đoạn 3 cũng đang chuẩn bị hoàn thiện rồi các bạn. Trái các bạn là từ nhà phân mát thì cũng đã gần như phun kiến rồi các bạn, khá đẹp. Thì hiện nay theo ghi nhận của tôi thì bên khu đô thị mới Thủ Thiêm đã hạn chế tối đa những hàng rong, những việc thả diều, tụ tập đông người, ăn uống, xả rác ở bãi. Phía trước các bạn là đại lộ Ngọc Cung. Thì hiện nay theo quan sát của tôi thì trên đại lộ Ngọc Cung thì đang được thiết lập hai cái khung sắt, cũng như là hai cái nhà, khả năng là hai cái nhà có những khung sắt. Chúng tôi cũng chưa rõ là có cái sự kiện gì bên này. Hiện tại thì bây giờ sáng nay chúng tôi mới cập nhật thì đơn vị thi công đã đang thiết lập cái vòm khung sắt và chưa có logo, như là chưa có cái tên của cái sự kiện, cũng như là có các cái bảng của nhà tài trợ. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin để gửi đến các bạn.
Đây là cái lối vào nhà tòa nhà triển lãm cũng như là cái đền Thủ Thiêm cũng đang được hoàn thiện. Hiện nay đơn vị công đang hoàn thiện cái lối vào nha các bạn. Thì cái dự án nhà triển lãm như các bạn nhìn bên phải mình các bạn, thì theo thông tin chúng tôi được biết thì cái sự chậm trễ là cho công trình có quá nhiều nhà thầu, gói thầu. Sau đó các gói thầu xảy ra cái sự dẫm đạp nó lên nhau, chen lấn nhau. Có nghĩa là những gói thầu có gói thầu xong rồi thì chờ gói thầu khác, phát sinh nhiều vấn đề như là về đơn giá vật tư và rất nhiều vấn đề khác. Do đó hiện nay dự án vẫn chưa đi vào tái khởi công nha các bạn. Đây là cái lối vào đình Thủ Thiêm mới được thiết lập nha các bạn, ở ngay gần dự án và nhà triển lãm. Ở bên cạnh là dự án Z12 ở ngay sát giai đoạn 4 của dự án Metropole Thủ Thiêm. Ở bên trái mình các bạn là giai đoạn 3 của dự án Metropole Thủ Thiêm, tức là Opera Residence. Hiện nay đơn vị công vẫn đang tiếp tục tăng cường tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Theo nhận của tôi thì cái hạ tầng ở đây đang được thiết lập gần như đã xong rồi. Bạn cùng chúng tôi ghé qua dạ cầu Thủ Thiêm 2 ở phía bên quận 2, và như một số bạn cũng có hỏi thì hiện nay bên này về cơ bản thì vẫn chưa được hoàn thiện. Những cái dự án ở sát chân cầu Thủ Thiêm 2 thì vẫn chưa được triển khai, do đó cái lối đi bộ lên xuống ở bên này thì cũng chưa thông nha các bạn. Gồm hai lối đi bộ dành cho người đi bộ, thì hai bên thành cầu Thủ Thiêm 2 thì hai lối đi bộ lên xuống dành cho người đi bộ đi sang thì xuống, tuy nhiên vẫn chưa thông. Đây là các bạn đang xem là tôi mới cập nhật ngày 5 tháng 1 năm 2023. Đây cái lối đi bộ đi lên chưa được thông nha các bạn. Còn đây là cái dạ cầu ở phía bên khu đô thị mới Thủ Thiêm của cầu Thủ Thiêm 2, hiện nay vẫn dưới bên dưới vẫn chưa được hoàn thiện. Và hai cái lối đi bộ lên xuống dành cho người đi bộ thì chưa thông nha các bạn. Tôi thì hôm nay đã là ngày 5 tháng 1 năm 2023 rồi, thì bên dự án cảnh quan bên sông Thủ Thiêm mà tôi đã cùng đề cập ở những buổi trước, thì hôm nay theo quan sát tôi thì phía trước bản có đề là sân chú lem thì tài trợ có tên là vườn hoa xuân 2023, chúc mừng năm mới. Như vậy về cơ bản thì đây chỉ là vườn hoa ven sông, chưa phải là công viên. Hiện nay đơn vị công đã trồng bông hai bên, bên giáp bờ sông như là bên phía trong đã hoàn thiện xong rồi các bạn. Tôi trong thời điểm mới cập nhật thì chỉ có một vài anh em công nhân tưới bông thôi.
Tết Nguyên Đán thì phải ra khoảng hơn 2 tuần thì chắc chắn cây bông sẽ cứng và sẽ xanh, xanh tươi và sẽ lên bông sẽ đẹp. Bởi vì đây là cây bông ngắn hạn. Hiện nay một số cây bông mới trồng thì đã có bông rồi các bạn. Trước bên trái của các bạn là chữ màu vàng, là chữ màu vàng là thành phố Thủ Đức chúc mừng năm mới 2023 đứng ra bếp bờ sông đấy. Và nhìn đây là hình ảnh chúng tôi mới ghi nhận ngày 25 tháng 1 năm 2023 thì đơn vị thi công đã hoàn thiện rồi và chỉ có một số anh em công nhân đang chăm sóc và tưới bông các bạn. Và giữa có thiết lập một cái lối dành cho người đi bộ đi vào cũng như là hàng cột đèn led. Như vậy sau khi mà những cái hàng cây này lên có nâng bông ra hoa thì chắc chắn sẽ có cái những màu sắc rất đẹp. Cây. Như vậy chúng tôi cũng cập nhật nhanh về cái tiến độ cũng như là cái hình ảnh mới nhất của cái dự án công viên ven sông cũng như là cái vườn hoa bên thành phố Thủ Đức đối diện công viên Nguyễn Văn Đằng, tức là gần chân cầu Từ Liêm Hai đáp dự án Metro Thủ Thiêm. Phía trước cổng đi vào vườn hoa thì theo quan sát của tôi thì một bên này là logo là Sơn Kim Len, một bên là vườn hoa Xuân 2023. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình cũng như bạn bè người thân bước sang năm mới năm 2023 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nếu cảm thấy video hay hữu ích thì mời các bạn đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng nội dung về cảnh quan của Sài Gòn. Ngoài những video nói về tiến độ của công trình dự án ở khu trung tâm Sài Gòn cũng như là bên khu đô thị mới Thủ Thiêm, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào tạm biệt.